Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Yêu Bóng Đá. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là giải Ngoại hạng Anh mùa 2022-23 đã đi được 1/3 chặng đường. Có rất nhiều những bất ngờ và hấp dẫn. Và điều đặc biệt nhất ở đây là hiện tại, ngôi đầu bảng đang thuộc về cái tên Arsenal, chứ không phải những cái tên quen thuộc khác như đương kim vô địch Man City, Á quân Chelsea hay Liverpool. Và làm thế nào để Arsenal vượt qua được những đối thủ nặng ký và trở thành một đối thủ đáng gờm của Man City? Đó là nhờ những đầu tư khôn ngoan trong 2 năm vừa qua với một vị huấn luyện viên mới và đội hình mới. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong chương trình này nhé! Arsenal đã có màn lột xác ấn tượng. Ở mùa trước, Arsenal đã phải trải qua khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh khi thua cả 3 trận mở màn, không ghi nổi một bàn thắng và đứng cuối bảng xếp hạng. Đã có không ít người dè bỉu thậm chí khinh thường Arsenal khi cho rằng câu lạc bộ này không bao giờ có đủ sự trưởng thành và tự tin để có thể hướng tới danh hiệu Premier League. Tuy nhiên, mọi luận điểm đó có thể được chấm dứt bắt đầu từ mùa giải này. Arsenal đơn giản là đang có sự trưởng thành vượt bậc từ con người cho tới lối chơi. Nếu theo dõi từ đầu mùa giải, thật không khó để nhận ra, đội bóng thành London đã lột xác hoàn toàn với phong độ cực kỳ ấn tượng. Chiến thắng mới nhất trước Wolves là sự tái khẳng định cho tham vọng của Arsenal mùa này. Họ đã sẵn sàng tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh sau rất nhiều mùa giải, chỉ hy vọng cạnh tranh top 4. Thắng lợi của Arsenal không chỉ giúp cho đội bóng này an vị ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh mà pháo thủ còn xác lập một số kỷ lục ấn tượng. Sau 14 trận mở màn ở mùa giải năm nay, Arsenal giành tới 12 chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Đây là con số tốt nhất trong 14 trận đầu của đội chủ sân Emirates từ trước đến nay ở giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Arsenal còn trở thành đội bóng thứ 8 trong lịch sử giải đấu số 1 xứ sương mù thắng tới 12 trận trong 14 trận mở màn mùa giải. Và lịch sử đã cho thấy tất cả các câu lạc bộ trước đó từng có được thành tích này đều đã lên ngôi vô địch. Dấu ấn từ dàn tân binh. Không hoa khi cho rằng khởi đầu như mơ với Arsenal ở mùa giải này chính là thành quả của chính sách chuyển nhượng hợp lý trong mùa hè năm nay. Điểm nhấn lớn nhất chắc chắn phải kể đến Gabriel Jesus, tân binh trị giá 45 triệu bảng mà pháo thủ chiêu mộ từ Man City. Tiền đạo người Brazil đã trực tiếp góp dấu giày vào 5 trên 9 bàn thắng của Arsenal với 2 bàn và 3 đường kiến tạo. Lối chơi có nhiều điểm tương đồng giữa Man City và Arsenal giúp Jesus dễ dàng hòa nhập với các đồng đội mới. Tiền đạo người Brazil di chuyển rộng tham gia vào mọi pha phối hợp của Arsenal, lùi về phát triển bóng, đột phá, kiến tạo và ghi bàn. Đó là những phẩm chất của một trung phong mà huấn luyện viên Arteta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Một tân binh khác cũng ghi dấu ấn động nét là Oleksandr Zinchenko. Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng chính là người kiến tạo mang về bàn thắng đầu tiên cho Arsenal ở mùa giải năm nay. Chơi ở vị trí hậu vệ trái, cầu thủ 26 tuổi thường xuyên bó vào trung lộ, đá như một tiền vệ trung tâm giúp cho lối chơi do huấn luyện viên Arteta xây dựng trở nên biến hóa và đa dạng hơn. Và tất nhiên cũng không thể không nhắc đến William Saliba, cầu thủ trở lại Arsenal sau 3 năm đi tu nghiệp ở 3 câu lạc bộ Pháp khác nhau, gồm Saint-Étienne, Nice và Marseille. Cầu thủ 21 tuổi đã ngay lập tức chiếm suất đá chính nơi trung tâm hàng thủ của Arsenal nhờ bộ kỹ năng toàn diện, sức mạnh, tốc độ, khả năng bóc lót. Arsenal đang chơi đa dạng, tấn công tốt, phản công tốt, đã áp sát tầm cao tốt khi cần sẵn sàng chơi thực dụng thay vì bay bổng như trước đây. Ngoài ra, các học trò của ông Mikel Arteta luôn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn cộng với khát khao và quyết tâm chiến thắng cao độ trong từng trận đấu trước từng đối thủ. Arsenal mùa này cũng phát huy rất tốt sức mạnh tập thể. Họ không phụ thuộc nhiều vào một cá nhân nào để tìm kiếm bàn thắng. Bằng chứng là trong 33 bàn thắng Arsenal ghi được ở giải Ngoại hạng sau 14 trận thì được chia cho 10 cầu thủ. Có thể nói, mọi vị trí, mọi cầu thủ trong đội hình đều có khả năng tấn công và ghi bàn. Hiện tại, Arsenal và Man City là hai cái tên hàng đầu được dự đoán là sáng giá cho sức vô địch mùa giải năm nay. Thế nhưng, bất chấp sự bám đuổi gắt gao của Man City, Arsenal vẫn giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh suốt một thời gian dài. Để rồi, cho tới khi Man City ngã ngựa trước Brentford, pháo thủ tận dụng rất tốt cơ hội nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Wolves. Man City đã có dấu hiệu hụt hơi. Đương kim vô địch Man City vừa để thua Brentford 1-2 trong trận đấu mà Erling Haaland chơi khá mờ nhạt. Thất bại thứ hai từ đầu mùa sau trận thua Liverpool, mặc dù không làm ảnh hưởng quá nhiều tới cơ hội tranh vô địch của Man City khi mùa giải mới qua hơn 1/3 chặng đường, nhưng vẫn là lời cảnh báo đối với họ. Pep Guardiola sở hữu trong tay dàn cầu thủ chất lượng cao, nhưng Haaland và De Bruyne vẫn là những người đóng vai trò mang tính quyết định nhất tới thành bại của Man City. Trong 4 trận Man City mất điểm ở giải Ngoại hạng tới lúc này thì có 2 trận Haaland tịt ngòi và 2 trận còn lại anh chỉ ghi 1 bàn trên trận. Man City dựa quá nhiều vào tài săn bàn của Haaland, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải Ngoại hạng với 18 pha lập công.
Nhưng dù là tiền đạo săn bàn đẳng cấp thế giới hiện nay, Haaland cũng không thể trận nào cũng ghi bàn đều đặn, nhất là khi với lối chơi tấn công có phần hung bạo, Haaland rất dễ bị chấn thương và không thể thi đấu ở một số trận. Đây sẽ là một bất lợi cực lớn cho Man City. Mùa giải còn rất dài, nhưng sau khi thống trị ngoại hạng Anh với 4 chức vô địch trong 5 mùa giải qua, Man City đang trở thành đối thủ mà tất cả các đội đều muốn đánh bại. Áp lực gia tăng ở giải ngoại hạng cộng với khát khao chinh phục Champions League của Guardiola khiến Man City gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ vương miện của mình. Khoảng cách 5 điểm kém Arsenal vào thời điểm này, mặc dù không lớn nhưng nếu Arsenal tiếp tục duy trì được phong độ cao và ổn định như hiện tại, Man City cũng không dễ bắt kịp pháo thủ trong lúc họ chưa thể cắt đuôi các đối thủ bám đuôi phía sau như Newcastle hay Tottenham. Có lẽ vẫn còn quá sớm để khẳng định Arsenal chắc chắn sẽ giành chức vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Nhất là trong nhiều mùa giải trước đây, Arsenal từng có thời điểm cho thấy họ có thể chơi bóng như những nhà vô địch thật sự. Tuy nhiên cuối cùng pháo thủ lại đem đến cho người hâm mộ sự thất vọng hụt hẫng. Nhưng chỉ ít ở thời điểm hiện tại, với những gì đã thể hiện, các đối thủ như Man City, Tottenham, Liverpool, Chelsea hay MU cũng cảm nhận được sự đáng sợ từ Arsenal. Để thực sự dập tắt mọi hoài nghi, pháo thủ còn phải thể hiện nhiều điều trong chặng đường sắp tới. Đặc biệt, các trò của huấn luyện viên Arteta cần phải cho thấy sự ổn định, yếu tố tiên quyết để trở thành một nhà vô địch tại giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Thời gian tới, Arsenal sẽ tạm thời bước vào kỳ nghỉ dài để nhường chỗ cho World Cup 2022. Hy vọng, sau World Cup, pháo thủ sẽ trở lại mạnh mẽ và tiếp tục trình diễn đỉnh cao như thế này. Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ qua những tin tức mới và chính xác nhất trên kênh Yêu Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.